vì họ không có hành động. Họ biết nhưng họ không có làm. Bao nhiêu quý thầy cô anh chị đồng ý với em như vậy? Rồi em cảm ơn. Em học em là giống như kiểu là bỏ đi một cái mũ của một người thầy với một cái trái tim 18 tuổi và một tinh thần học tập của một trẻ 3 tuổi. Bao nhiêu cô thầy cô đồng ý với em như vậy? Mấy? Tức là trái tim là phải nhiệt huyết. Nhưng một đứa trẻ phải 3 tuổi thì mới ấy được. Còn nếu như cái khi mà em học em sẽ nhắc cô nói này, hôm nay thì nhân cô tập toàn nhưng tất cả những cái gì mà hôm nay em chia sẻ là mong muốn làm sao giúp các cô, các anh chị thị trường Việt Nam chúng ta cùng nhau phát triển và giúp cho nhiều người hơn. Nếu như trong quá trình em giảng có những lúc lên cái đâu biết. Trong cái bài giảng của em có những lúc em phải đắc đi. Quý thầy cô cũng tha lỗi cho em được không ạ? Đó là cái môn mà em chuyển đang đẩy cảm xúc. Đó. Và có một cái điều rất là hay ở chỗ này. Đây ạ. Đây là một cái quả trứng. Đó. Chúng ta cứ hình dung nhé. Quý thầy cô vỗ vai mình. Hãy nói với bản thân, thầy Nam không phải là quả gì. Nói đi ạ. Thầy Nam không phải là họa sĩ. Nói đi. Thầy Nam không phải là họa sĩ. Tại vì nếu em là họa sĩ thì em không đứng ở đây. Đúng không ạ? Rồi ok. Và quả trứng này nếu nó bị tác động từ phía bên ngoài thì nó là món ăn của người khác. Bao nhiêu thầy cô đồng ý với em như vậy ạ? Đúng không? Rồi. Nhưng cái quả trứng này nó hay ở chỗ này này. Đây cũng là một quả trứng. Nhưng nó bị lực tác động từ bên trong ra thì nó lại là một cái sinh mạng. Là một sự sống. Và nó có thể giúp cho hàng ngàn sự sống tiếp theo. Ví dụ một con gà con dần dần nó trở thành con gà mẹ và nó lại đẻ ra trứng, nó đẻ ra trứng xong rồi nó là sao? Nó lại đẻ ra hàng nhiều con gà con tiếp theo. Vậy thì làm ngành nghề giáo dục này nếu như chúng ta không có nội lực từ bên trong mà chỉ tác động từ bên ngoài thì sớm muộn thì các cô ấy thích thì làm, không thích thì bỏ. Nhưng chúng ta làm với một sứ mệnh là gì? Giúp đỡ con người ta thay đổi từ bên trong, giúp đỡ cho không những một em, một người thay đổi. Người Việt Nam có một câu rất là hay đó, một người làm quan thì cả họ được nhờ. Nhưng cái vấn đề ở đây chúng ta không phải là giúp họ làm quan mà giúp họ thay đổi về kinh tế. Và khi họ thay đổi về kinh tế thì bố mẹ họ hạnh phúc không ạ? Rồi, bạn bè của họ có ngưỡng mộ không ạ? Rồi, sau này con cái của họ có một nền kinh tế tốt không ạ? Đúng chưa? À, nên cái việc chúng ta làm giáo dục là giúp cho người ta thay đổi từ bên trong chứ không phải là tác động từ bên ngoài. Nên cái sứ mệnh của chúng ta là nó giúp cho hàng nhiều sinh mệnh chứ không phải là một hai sinh mệnh. Bao nhiêu thầy cô đồng ý với em như vậy ạ? Rồi em cảm ơn, chúng ta vỗ tay cái đi. Nên trong cái ngành nghề của chúng ta, cái ngành nghề giáo dục chúng ta đi, chúng ta chia sẻ, chúng ta phải đem một cái tâm trạng đó là hạnh phúc của biết ơn. Tại sao em nói là hạnh phúc của biết ơn? Vì biết ơn là mình còn nói được. Có những người không thể nói được, muốn làm chúng ta nhưng người ta không nói được tại vì người ta bị câm. Có những người chúng ta còn nhìn được thấy nhau đó, nhưng mà có những người mù không nhìn được. Chúng ta còn có chân để đi, có tay để làm việc, tay để bê thức ăn, có người không có chân và không có tay. Vậy thì chúng ta là người cực kỳ may mắn trong cái xã hội hơn 7 tỷ dân này. Bao nhiêu thầy cô anh chị đồng ý với em như vậy ạ? Rồi, thật là may mắn. Em chia sẻ thật, chúng ta cần phải hoạt động. Không có một người giàu nào vừa có một... Nếu chúng ta muốn làm giàu, chúng ta làm giàu về ngành giáo dục cũng rất nhiều, giàu về trí thức, giàu về tài chính. Và không có một người nào giàu trên thế giới này mà không có một cái sức khỏe tốt cả. Nếu chúng ta nằm là hoặc không hoạt động từ thể chất và mới ra tinh thần. Bao nhiêu thầy cô đồng ý với em là khi chúng ta gặp áp lực ấy, có những người không gặp áp lực là cứ ngồi nghỉ lì văn phòng có không ạ? Ngồi lì ở nhà, không muốn ra ngoài, không muốn giao lưu với ai có không ạ? Có. Một phương pháp rất là đơn giản thôi. Bật quần áo thể thao lại cho em, đi một nơi giày thể thao cho em, chạy, chạy đi để nó xả hết những cái điều tốt. Chúng ta đừng ngồi lì văn phòng, tuyệt đối đừng ngồi ở nhà mà tự kỷ. Chúng ta chạy đi,
dư thể chất, nó có 50, khi chúng ta sức khỏe của chúng ta có 50% là thể chất và 50% là tinh thần. Nhưng mà xin thưa quý thầy cô với anh chị là 50% về tinh thần nó quyết định rất là nhiều so với thể chất. Vì ba chúng cô chú anh chị đã từng có những đồ ăn rất ngon nhưng mà nhai cảm giác như nhai dơ mà có mà không muốn nuốt. Nhưng khi chúng ta vui vẻ thì chúng ta ăn cái gì cũng ngon, có thể là quả cà muối cũng ngon, có mà thế tinh thần nó quyết định cái thể chất của chúng ta. Và chúng ta thành công được trong xã hội này nó có ba cái đây ạ. Một là tinh thần, hai là cảm xúc, đó, ba là tâm linh, và bốn mới là vật chất. Đấy, thế cái vật chất này là cái cuối cùng để chúng ta hướng đến. Nhưng mà chúng ta quên mất một điều, để có cái vật chất này thì tinh thần của chúng ta phải làm sao? Tốt, phải vui vẻ. Và khi mà tinh thần không tốt thì cảm xúc của chúng ta nó sẽ đi xuống, đúng không ạ? Thì cảm xúc mà đi xuống thì trí khôn của chúng ta có tăng được không? Không. Không, đúng rồi đấy. Nên là ví dụ như cảm xúc của anh đi xuống thì anh rất dễ cáu giận. Mà rất dễ cáu giận thì chúng ta sẽ nói ra những cái lời nói không tốt đối với người thân của chúng ta. Đúng, điều này đúng hay rất đúng ạ? Đúng. Cảm xúc mà không tốt thì chúng ta sẽ hành động những cái điều không tốt với con, với vợ, với những người bạn đồng hành của chúng ta. Điều này đúng hay rất đúng ạ? Nên cái việc đầu tiên là tinh thần của chúng ta cần phải tốt. Nên trong ngành giáo dục này, mặc dù thế nào gọi là giáo, giáo là giáo huấn, dục là thúc dục, tức là phải hành động. Nhưng mà có những người chỉ giáo thôi, không có dục, chỉ huấn chứ không có luyện. Huấn tức là lý thuyết, luyện là luyện tập, nhưng mà huấn không có luyện. Còn chúng ta làm tất cả những cái việc đó trong buổi ngày hôm nay, và buổi ngày hôm nay về muộn một xíu, quý thầy cô có đồng ý không ạ? Trước giờ đã anh được rồi thì sao? Cảm xúc, tâm linh ở đây là gì ạ? Có rất là nhiều người nói tâm linh là chỉ là gì? Nghĩ đến thờ phượng, nghĩ đến là thờ cúng, nghĩ đến chùa, nghĩ đến nhà thờ, không phải. Tâm linh, việc đầu tiên bạn xuất phát từ tâm của bạn, nó sẽ linh ứng ra bên ngoài luôn. Nếu ví dụ bạn muốn hại được ai đó thì việc đầu tiên tâm của bạn đầu tiên, xong dần dần bạn sẽ hành động cái việc đó để hại người ta. Điều ấy hơi rất đúng không? Không có suy nghĩ gì mới làm đó. Đúng rồi, từ suy nghĩ. Thế thì khi mà mình suy nghĩ rất là đơn giản, từ cái tâm của mình tốt thì mình sẽ hành động tốt, mà tâm mình không tốt thì hành động sẽ không tốt. Nên là cái việc đầu tiên chúng ta cứ nói tâm linh, cứ phải đi, phải đi chùa, đi chiền không, chúng ta nghĩ thôi thì đã gọi là tâm linh rồi. Nên Đức Phật dạy là có trong đạo Phật có ba điểm, có ba cái: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì cái ý nghiệp là cái quyết định vô cùng. Trong đạo Thiên Chúa thì phạm tội trừ trong tư tưởng đấy ạ. Có thấy điều đấy không? Từ tư tưởng của bạn đã phạm tội rồi. Lời nói việc làm. Đấy. Thế thì ngày hôm nay chúng ta đang hướng đến cái điều gì đây ạ? Chúng ta hướng đến một cái kết quả, đó là kết quả là gì ạ? Kết quả chúng ta cứ coi là chúng ta đang trồng cây đi, một cái cây tốt đi. Nhưng mà cái cây này nó ra cái kết quả đó là hạnh phúc này. Cái cây này nó ra cái kết quả gì ạ? Giàu có này. Cái cây này nó ra kết quả là bằng cấp này, đúng không ạ? Tôn trọng này, uy tín này, gì nữa ạ? Mối quan hệ này, còn nhiều thứ khác, ví dụ con cái này, học rồi, tất cả các thứ này nó là kết quả thôi. Chúng ta hướng đến những điều này, đúng không? Và những cái này thì người ta nhìn thấy, và chúng ta đang hướng đến theo đuổi nó, đúng không quý vị và anh chị? Và cái đích cuối cùng của chúng ta là thế nào cho gia đình của chúng ta hạnh phúc và kinh tế không phải lo nghĩ. Điều này đúng hay rất đúng ạ? Đúng. Nhưng nó là đang là cái gì đấy ạ? Kết quả. Cái kết quả chứ không phải gốc rễ. Để có kết quả này thì cần phải có một cái gốc rễ thật chắc. Bao nhiêu quý thầy cô anh chị đồng ý với em như vậy ra tay? Nên tại sao có những người đi làm cả một cuộc đời mà vẫn bất bại?
vì họ không tập trung vào gốc rễ mà họ chỉ tập trung vào kết quả họ muốn. Và khi họ tập trung vào kết quả họ muốn, họ có thể dẫm đạp lên người khác để họ đạt được cái kết quả đó. Điều này đúng hay chưa, đúng không anh chị? Họ có thể đi nói xấu người khác, có không ạ? Họ có thể đi bôi nhọ danh dự người khác, họ có thể là đạp đổ miếng cơm của người khác, có không ạ? Nhưng kết quả cuối cùng thì con cái của họ là người phá cái tài sản họ kiếm được, đều đúng hay chưa, đúng không ạ? Đúng. Tại vì họ gieo những cái nhân không hề tốt, thì sau này họ gặt 20 năm sau họ gặt được những cái trái đắng cho cuộc đời. Tại sao đi ngành giáo dục? Đi ngành giáo dục tức là gì? Giúp cho người ta thay đổi từ bên trong này, từ cái gốc rễ của họ. Vậy thì làm thế nào để có những cái kết quả này? Thì chúng ta đều hiểu đó là có cái cây này, đúng không ạ? Cái cây này, rồi cái cây này, thì cái gốc rễ của nó là gì? Từ cái suy nghĩ, chúng ta đều hiểu đúng không ạ? Suy nghĩ thì nó biến thành cái gì ạ? Biến thành cảm xúc, đúng không ạ? Cảm xúc này nó biến thành lời nói, đúng không ạ? Lời nói vui hay buồn, đừng có nghĩ là chúng ta gặp mặt nhau chúng ta nói người ta mới hiểu, không chỉ cần qua điện thoại. Alo bố à, nó khác. Alo bố à, có con sao lúc còn đầu tiếp lòng mình. Qua giọng điệu, qua điện thoại, người ta cảm nhận được cả giọng nói của ta khỏe hay không khỏe. Điều này cũng rất đúng với cái thầy cô. Qua giọng điệu người chúng ta nghe, chúng ta sẽ biết được người này tự tin hay không tự tin. Điều này đúng rất đúng ạ. Thì lời nói của chúng ta, thế Đức Phật nói một câu, có ba dạng nói. Đức Phật dạy có ba dạng người nói. Một là nói do hoa, mở miệng ra là thơm ngát, ai cũng muốn gần. Thứ hai là nói răng ngọc, mở miệng ra là nhìn thấy người ta, là muốn giúp người ta về kinh tế, về cuộc đời phát triển. Cái ngọc ngà châu báu thì nó phải tính đến tài sản thôi. Nên có những người gặp các anh chị ấy, là người ta đem cơ hội cho các anh chị. Cái vấn đề là chúng ta có biết nắm bắt nó hay không? Bao nhiêu anh chị đồng ý với em như vậy ạ? Rồi, cảm ơn. Và có những người gặp chúng ta chỉ bài xích chúng ta thôi, chỉ phê phán chúng ta thôi, chỉ có gọi là dẫm đạp lên cái gọi là gì, đến cái ước mơ của chúng ta thôi. Đó là Đức Phật dạy là những dạng người để nói như phân, nói ra phân. Ví dụ như này, thầy thượng đang hừng hực khí thế muốn giúp mọi người, có một cái ông đấy, thầy làm gì mà hiểu thế, chết có đem tiền đi đâu, đúng không ạ? Làm không cẩn thận con cái nó phá hết ở nhà nó chơi mới có không ạ? Tức là cái dạng người đấy là cái dạng người mà nói ra phân đấy các anh chị. À đúng, với anh quý thầy cô, với anh chị. Tức là, nhưng mà người ta không nghĩ một điều là nếu mà thầy thượng năm nay mới có 58 tuổi chẳng hạn, ví dụ thế. Sáu mươi tuổi. Rồi 60 tuổi. Nếu như thầy thượng sống như ông Ba Đình Không Phép, ông Ba Đình Không Phép là 100 tuổi rồi, đúng không ạ? Thì ví dụ thầy thượng sống được 100 tuổi, thì thầy thượng còn 40 năm nữa để thầy thượng đầy cái cơ hội trở làm giàu. Điều này đúng không ạ? Đầy cái cơ hội để giúp đỡ người khác. Nhưng người Việt Nam mình sao? Thôi ở nhà trông cháu đi phấn đấu làm gì, chết đến nơi rồi. Có không có khi thầy cô kia có không ạ? Có không ạ? Đây là dạng người đấy, nhưng Phật dạy là đừng có nghe những ai dạng người như vậy. Nói cho phân đi ạ. Nó làm cho chúng ta không còn ý chí phấn đấu. Nó làm cho chúng ta ở nhà chờ bệnh tật đến, có không ạ? Và người Việt Nam mình có một cái thói quen đó là kiếm tiền đi, tiết kiệm lại nha, để phòng lúc ốm đau bệnh tật. Có thấy điều này không ạ? Toàn dạy bảo nhau như vậy, điều này đúng hay rất đúng ạ? Và bản thân mình cũng như vậy, có kiếm những tiền để ra để phòng lúc ốm đau bệnh tật, có không ạ? Có. Nhưng xin thưa khi học ở phương Tây em mới biết được, người ta kiếm tiền không bao giờ người ta phòng lúc ốm đau bệnh tật, mà người ta kiếm tiền là người ta kiếm tiền để người ta đầu tư vào dòng tiền. Đúng chưa? Chứ người ta không bao giờ phòng ốm đau bệnh tật. Bao nhiêu quý thầy cô bây giờ quý vị tiết kiệm cả đời, quý vị phòng được vài trăm triệu bệnh mà phát hết, đúng không? Nhưng cái dòng tiền này mà quý vị biết vận hành nó thì nó có thể lên vài tỷ, vài chục tỷ. Thì kể cả trong tay quý vị không có một đồng nào, quý vị bị bệnh vào bệnh viện chỉ cần gọi một điện thoại cho ta mượn 1 tỷ, có người sẵn sàng không một lời nói đem 1 tỷ đến. Tại vì tài sản của quý vị nó gấp hàng trăm lần số đó. Như vậy đúng hay rất đúng ạ? Đúng không? Vì người ta không nhìn thấy tài sản của chúng ta nên người ta không dám cho vay.
Điều này đúng hay rất đúng? Rất đúng. Vì chúng ta trên răng dưới cái dẹp. Dạ. Ai mà dám cho vay? Ai mà dám cho vay người đúng hay rất đúng hay chị? Đấy. Không được. Đây. Lời nói. Nó quyết định làm gì ạ? À? Nó quyết định người khác vui. Nó quyết định cho người khác có ý chí hay không có ý chí. Lời nói của mình nó giúp cho người ta thay đổi hay không thay đổi, nó là do lời nói của mình. Nhưng mà từ cái suy nghĩ nó biến thành cảm xúc của mình. Nếu cảm xúc tích cực thì lời nói tích cực, suy nghĩ tích cực, lời nói tích cực. Và lời nói rồi nó sẽ biến thành cái gì ạ? Nó sẽ biến thành hành động. Em yêu, hôm nay là ngày 8 tháng 3, anh tặng em, đúng không ạ? Một bông hoa, ok, hạnh phúc chưa? Mày muốn chết à? Cũng là một lời nói có thôi mà. Vâng bảo, hôm nay không tặng quà chứ ạ? Quà cái gì? Quà cái này này. Thế quà cái này là quà cái gì? Cũng là lời nói từ suy nghĩ. Và ba cho anh chị đồng ý với tôi là hãy không biết, những người mà không biết trân trọng những thứ mình đang có thì mất, một ngày nào đó mất, người ta sẽ rất vô cùng hối tiếc có. Khi ở với nhau muốn chia tay bằng được, khi mất nhau rồi thì bắt đầu cuối cùng mà tìm mãi không gian giống như người đó, có không ạ? Có. Thế người ta không biết trân trọng. Chưa thử. Và người ta cảm thấy một điều rằng những thứ thuộc về mình là đương nhiên là của mình và hiển nhiên nó là của mình, có không ạ? Và cũng giống như các anh chị thôi, khi cơ hội du học sinh này nó đang đến, nhưng có những người nghĩ không làm cái này thì làm cái khác. Đúng là như vậy đấy. Nhưng họ không có biết trân trọng. Và khi họ không trân trọng rồi thì họ sẽ hờ hợt. Cũng giống như kiểu trong một gia đình của chúng ta, nếu chúng ta không trân trọng vợ, chúng ta không trân trọng chồng của chúng ta, thì chúng ta sẽ đối xử với họ một cách rất hờ hợt. Đúng hay rất đúng ạ? Em lấy một ví dụ. Ở đây có anh chị nào nuôi vật không? Nuôi con chó, con mèo gì không? Có. Ok. Có một cái điều kỳ lạ ở đây là chúng ta cố gắng ngồi mấy, kiên trì mấy năm trời, thậm chí hàng 3, 4 năm, 10 năm trời để huấn luyện một con chó nó nghe lời chúng ta có. Nhưng khi nói chuyện với con, với chồng, với vợ của chúng ta thì được 3 câu kêu là không hợp nhau và không khắc khẩu với nhau, có không ạ? Có. Thấy không? Thế theo các anh chị huấn luyện con người dễ hơn con vật hay con vật dễ hơn con người? Nhưng vì chúng ta để ý xem, chúng ta huấn luyện con vật là chúng ta quá kiên trì vì chúng ta trân trọng nó. Chúng ta đi ăn, bế nó bên cạnh, đúng không ạ? Thế nó chạy hay bắt đầu đi tìm nó, có không ạ? Nhưng các anh chị để ý coi, những bố mẹ, ông bà, bố bà mẹ, có một đứa con 3-4 tuổi, chúng ta đi ăn thì mặt chúng ta cắm vào cái điện thoại. Có đi ăn kia chơi với bạn đi, có không ạ? Có. Và quên mất một cái, không biết con bị đâu, con bị đâu, con bị đâu rồi, có không ạ? Đó, chúng ta đang có trân trọng mà chúng ta sợ mất con chó hơn là con người của chúng ta lắm. Có thấy điều này không? Có thấy không? Đó, nên là ngày hôm nay em mạn phép đó là muốn chịu qua bác thợ để nói một xíu về cái những cái hành động hàng ngày của chúng ta. Và với khái niệm của em ấy, thành công về mặt tài chính nó chỉ mới là thành công 50%. Và thành công về mặt gia đình thì ba anh chị đồng ý với em là khi chúng ta đi kiếm được rất nhiều tiền, nhưng về nhà con chúng ta không thèm hỏi, vợ chúng ta không thèm chào, về đến nhà giống như một cái tảng băng ấy, thì quý vị có hạnh phúc không? Và bắt đầu chúng ta đi, khi có tiền rồi chúng ta đi kiếm những cái thứ bên ngoài bỏ, mà chúng ta không biết trân trọng cái điều đó, thì chúng ta làm ngành giáo dục, việc đầu tiên là chúng ta phải trân trọng từng người thành viên trong gia đình. Và sau đó sàn xếp làm sao, thì em đã dạy từ năm chữ nhân, không biết quý thầy cô còn nhớ không? Rồi cao nhân gì nữa? Quý nhân. Quý nhân gì nữa? Quý nhân. Rồi, thế thì chưa nhớ, buổi chiều tối em đang nói lại nhé, em nói là năm chữ nhân đó. Rồi, hành động. Hành động này nó sẽ biến thành cái gì ạ? Tại vì hành động nhiều nó thành một thói. Quen. Rồi, thói quen. Thói quen. Và thói quen này, mà thói quen, thói quen hành động hay thói quen không hành động, có không ạ? Có những người có thói quen là tôi không thể ở ngồi ở nhà được, không phải ra ngoài tôi đi làm được, có không anh biết? Nhưng có những người có thói quen là thôi làm lắm làm gì, làm lắm không em phải đi đâu, thói quen họ không hành động.
Và có những người có thói quen học tập và có những người có thói quen không học tập, có không? Và người Việt Nam mình kỳ lạ lắm. Người Việt Nam mình chỉ bảo con học thật giỏi vào có cái tấm bằng để sau này xin việc tôi dễ, có không? Lên trường thầy giáo bảo học thật giỏi vào không có bằng giỏi nhá, sau này xin việc rất khó, có không ạ? Có. Và chỉ định hướng từ nhà từ nhà cho đến trường thì là định hướng là học thật giỏi để xin việc, chứ không học thật giỏi để lập nghiệp. Học để lấy bằng chứ không học để lấy kiến thức. Nên rất nhiều người đã từng bỏ tiền ra mua bằng, thuê bạn để học, có không? Để có cái tấm bằng nào để vừa lòng bố mẹ. Kiến thức thì bằng con số không, đúng không các anh chị? 90% đang giáo dục như vậy. Và ngày hôm nay chúng ta không giáo dục như vậy mà chúng ta học để lập nghiệp. Và tất cả các em đi Đức, tại sao Đức Đức là 70% là thực hành và 30% là lý thuyết? Có phải là chúng ta đầu tư cho một đứa con mình học đại học Việt Nam gần như 100% bằng lý thuyết không? Đúng rồi. Nó ra trường nó giống một con gà công nghiệp ấy. Và chỉ chờ thằng nào khôn hơn một tí là nó kịp vậy. Có thấy điều đấy không ạ? Đúng rồi. Còn những đứa 20 tuổi rồi còn không biết cắm một nồi cơm. Tao làm trâu làm bò làm ngựa, tao mới về ăn học mà chỉ có ăn mà học thôi. Đúng không quý thầy cô? Đúng. Không dạy nó kỹ năng sinh tồn, không dạy nó một cái kỹ năng nào khác, kỹ năng giao tiếp mà sau này ra trường nó là kỹ năng giao tiếp xã hội là chiếm 85%, thì không cho nó học. Dạy cho nó làm người thì không dạy, mà chỉ dạy cho nó làm lấy cái bằng thôi. À, đương nhiên cái điều đấy rất tốt, nhưng em xin có những đứa học giỏi quá ngồi cứ tự kỷ, tự kỷ ở trong phòng suốt, có không? Rồi xong con nó nói thì bảo mày lắm mồm, thế là nó không, nó bịt một cái băng dính vào mồm nó, rồi sao mày không nói gì? Ơ thì bố mẹ buồn cười là cái gì cũng nói được. Đấy rất là nguy hiểm. Mà thói quen nó biến thành cái gì kìa, nó sẽ biến thành cái số phận của nó, tính cách nhá. Thói quen này nó biến thành cái tính cách này nó sẽ hình thành nên số phận của con người. Có những đứa rất cục cằn là không để ý. Người Việt Nam mình có bốn cái cách dạy rất là buồn cười: sinh, nuôi, dạy và rèn. Thì người Việt Nam mình sinh rất dễ, ngủ với nhau không có kiến thức về hôn nhân, không có kiến thức về sinh lý, một phát là ngủ với nhau trời ra con bài vừa có mà. Và sau tuổi trẻ mà thôi nhờ ông bà trông cháu có, tức là nhờ ông bà nuôi hộ, đúng không? Hoặc là nhờ ô xin nuôi hộ, nuôi lớn được rồi, tuổi dưới 2 tuổi phát vào trong lớp chăm sóc nhờ thầy cô, có không? Không có thời gian dạy, dạy là lên trường chăm sóc nhờ thầy cô, có không ạ? Có. Và nó lớn lên một chút nó không được bố mẹ nó giáo dục thì bắt đầu nó lên được một chút thì bắt đầu nó sao ạ? Thôi ta không dạy mày được nữa rồi, để cho xã hội nó dạy mày, có không ạ? Có. Thế bắt đầu hay chưa? Sinh, nuôi, sinh được, tức là mình đang đi đẻ người để cho người khác nuôi, đúng không ạ? Qua đông nuôi cho người khác nuôi, dạy giúp cho người khác. Nhà trường, các thầy ở đây, các cô ở đây đều đi dạy biết. Nhà trường, nhưng nhà phải cộng với trường thì mới gọi là nhà trường. Cái phương pháp giáo dục ở nhà, giáo dục ở trường phải ăn khớp với nhau thì đứa trẻ này nó mới đi theo hướng được. Có những người cho con đi học ấy ạ, không biết hiệu trưởng là ai, không biết giáo viên chủ nhiệm mình như thế nào, không biết giáo trình trường đấy dạy ra sao, có không ạ? Có. Đúng không quý anh chị, quý thầy cô? Nên con mình là lớn lên nó không biết nghe ai ấy. Bố mẹ dạy một kiểu, lên trường dạy một kiểu, ông bà dạy một kiểu, xã hội dạy một kiểu, và đứa trẻ này nó tự nhiên nó thu mình lại. Có thấy điều đấy không?
và nó không thu thì nó phá ra, mà nó phá, nó phá lung tung, nó không biết đi theo đường nào. Nên là con cái và đặc biệt các bạn học sinh sinh viên quý các anh chị thấy quý thầy cô để ý xem, 90% các em bây giờ không có tính tự lập mà đa phần là theo định hướng của gia đình hoặc là nghe theo bạn bè, có thấy không? Mà bố một cái quan niệm rất là cổ hủ lạc hậu của Việt Nam nữa, em chỉ không phải quý thầy cô mà chúng ta để ý xã hội là gì? Ví dụ như anh Nhật có hai đứa con trai, bàn với hai vợ chồng thôi cố gắng làm hai cái nhà để sau này cho mua hai mảnh đất để cho chúng ta ở, có không? Có. Rồi nhưng một ngày không xa anh Nhật già đi, hai mảnh đất này chỉ một đêm lại mất, có chưa? Có, có chưa, nó chưa cờ bạc hết rồi, đặc biệt trên mạng bây giờ cái môn nào cũng chả có, đi nước ngoài du lịch có không ạ? Và đồng nghĩa với việc tài sản các anh chị để, nhưng mà khả năng quản lý tài sản của anh chị lại không dạy con mình. Đúng không nhá? Đúng rồi chị. Đúng. Nên nó phá là chuyện bình thường, đừng có bảo mình. Có một cái câu chuyện như thế này. Có một bà mẹ, có một bà mẹ sinh được một cậu con trai, và tất cả những tình yêu thương vừa làm cha vừa làm mẹ dồn đến cho cậu này. Tại vì bà mẹ này bà mẹ đơn thân, và bà mẹ này rất là giỏi, có một cái công ty rất là lớn và làm từ thiện rất là nhiều, giúp đỡ được rất nhiều người, và không vừa đi làm công việc vừa đi làm từ thiện, sau đó giúp đỡ được rất nhiều người và để làm cho con một số gia tài rất là lớn. Và cuối đời thì con thằng bé đấy bị nghiện, về già thì thằng con thì bà ấy bị nghiện, bà ấy trách chồng: tôi đã giúp đỡ nhiều người như vậy, giúp đỡ được bao nhiêu đầu người như vậy, mà tại sao ông trời vẫn lại còn tôi có một đứa con mà tại sao vẫn hại tôi như vậy? Ông trời hiện ra ông bà thì bà giúp được tất cả mọi người nhưng không giúp được con bà, vì bà không giáo dục nó, không quấn lắm nó. Ở đây quý thầy cô quý chị nào chơi cây cảnh không, cái cây chơi bonsai đấy không nắm nó từ bé thì lên cây cũng phụ rồi quấn làm sao được, đúng không? Quấn nắm không phải là đánh nó mắng nó chửi nó, mà quấn nắm theo phương pháp giáo dục. Em tới chưa và cái quan trọng nhất đó là mình phải biết để giáo dục bao nhiêu tiền của chị đồng ý xuống. Bố mẹ mà không biết thì lấy đâu ra giáo ví dụ, và dạy con theo kiểu nhà tướng nhà vua mới dạy con theo kiểu áp đặt ấy, thì người ta mình phổ biến rồi. Trong bảo là con mình nó ra trưởng, không phải con mình nó ra trưởng đâu, mà nó học từ bố được mẹ đấy, từ ông từ bà nó đấy. Tại vì trẻ con nó là tấm gương phản chiếu của bố mẹ, và quý thầy cô quý chị ở đây, ông bà ở đây đã từng nghe là một đứa trẻ con mình nói mình mắc tua mắc tục trước mặt đó, thì một ngày không xa nó mắc tục trước mặt bạn đó cho chúng ta nghe, có không ạ? Nó lặp lại đúng như những gì mình nói chửi của người khác, rồi đúng rất đúng vậy. Đấy, dạ. Thế thì, rồi, thế chúng ta đừng để ý là chúng ta cho bao nhiêu tài sản cho con cái, và chúng ta đừng để ý là cho bao nhiêu tài sản cho học viên, mà chúng ta đang tìm một con đường tốt để cho các em ý có một cái cơ hội thay đổi cuộc đời. Ngoài cái việc thay đổi về kinh tế ra thì các em nó thay đổi về cái nền giáo dục. Bao nhiêu quý thầy cô đồng ý với em chưa ạ? Thì sau này đất nước của chúng ta mới có những người như ông Vượng được, nhiều người như ông Vượng, nhiều người như bà Thảo được, thì mới tạo công an việc làm cho nhiều người được. Và chúng ta cứ để ý xem tất cả những người tỷ phú ở Việt Nam bây giờ đều đa phần là xuất phát từ học, từ du học, từ châu Âu về, có thấy không ạ? Một những người mà người mà tìm ra đường giải phóng dân tộc Việt Nam cũng đi châu Âu để tìm đường cứu nước đấy thôi. Ở miền Nam mình có là Nguyễn Cảm nhà giàu, năm 19 tuổi bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đi lên con tàu đấu động, đúng không ạ? Và bác đi đâu đầu tiên là sang Pháp, sang Anh, sang Nga, sang rất là nhiều nơi, và sang châu Âu, còn Phan Bố Châu đi sang Nhật thôi, đâu có tìm được đâu, đúng không ạ? Ông Lý Quang Diệu để thành lập Singapore bây giờ cũng là đi học du học từ Anh về, và ông Lý Quang Diệu cũng cho anh Lý Hiển Lăng du học từ Anh Quốc về đó. Thì chúng ta đang làm một cái ngành nghề mà có thể
một ngày không xa có thể rất nhiều người từ cái bàn tay của quý thầy cô ở đây có thể nhào nặn giúp họ một con đường, chỉ hướng đưa họ sang sông. Nhưng một ngày không xa, 5 người, 20 năm sau sẽ trở thành những người triệu phú và tỷ phú từ những cái con người mà quý thầy cô nâng đỡ. Cái ngành nghề của chúng ta vô cùng tốt nếu chúng ta không nhìn nhận các điều đó, mà chúng ta chỉ nhìn nhận là hôm nay tôi có một học viên tôi kiếm được bao tiền. Tôi được 1.000 euro, 2.000 euro, nó không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta chúng ta đang làm để chúng ta thay đổi cục diện CV đồng người của đất nước này. Quý thầy cô đồng ý với em như vậy không ạ? Đồng ý. Rồi, có tay như vậy điện. Rồi, thế là tính cách do mình thành nên số phận. Vậy thì cái gì tạo ra cái suy nghĩ này? Nó tự nhiên mà có suy nghĩ đâu. Tự nhiên suy nghĩ từ đâu đến á? Từ cái này quý thầy cô này, từ niềm tin. Bao nhiêu quý thầy cô thấy một điều, ở đây ai tin Phật, có đức Phật xin mời lên đây. Chúng ta được nhìn thấy Phật chưa? Chưa. Ai tin mà có Chúa? Ai thích chúng ta nhìn thấy Chúa chưa? Hay là nhìn thấy Chúa, nhìn thấy tinh thánh, nhìn thấy niềm tin. Và khi chúng ta có niềm tin rồi, nếu tin Phật thì chúng ta sẽ đi tìm đến cửa chùa cửa đình để chúng ta đọc và học theo tấm gương của Phật, đúng không? Rất đúng. Và nếu như chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta đi nhà thờ để đọc những câu kinh, là chúng ta còn tin là có kiếp sau. Đức Phật là tin là có được nhân quả, đúng không? Và chúng ta đi theo cái đường lối của Ngài, đó là niềm tin. Thế cái gì tạo ra niềm tin này? À, theo quý thầy cô, cái gì tạo ra niềm tin mà chúng ta lại tin vào điều đó? Hả? Sự hy vọng không? Hay quá, còn gì không ạ? Hả? À, nhận thức rồi. Niềm tin này xuất phát từ đâu ạ? Ây dồi. Niềm tin xuất phát từ đâu ạ? Nào, nào anh nhìn lên này. Trái tim. Anh nhất. Rồi, niềm tin từ trái tim, hay quá. Niềm tin từ đâu? Ôi dồi, quý thầy cô phải hiểu điều này thì mới giúp được học viết nữa. Chúng ta đang đi làm, nhưng mà chúng ta đang làm thì chỉ có giúp cho người ta như thế này thôi, mà chúng ta quên mất là tại sao chúng ta phải quay lại từ bản thân mình tìm chủ từ người khác. Chúng ta còn chưa biết chúng ta đang ở đâu thì làm sao chúng ta có thể nhiều người cười chúng ta, đúng không? Thế tại sao các thầy các cô phải đi sâu vào niềm tin xuất phát từ cái gì vậy? Đúng rồi đấy, thông tin. Thông tin. Thông tin này từ trong chân nước, từ trong bụng mẹ chúng ta lớn lên tiếp cận. Các anh chị và các quý thầy cô có thấy một điều là có bao giờ nghe một câu nói là con vào dạ thì mẹ phải đi tu chưa? Và quý thầy cô có thấy một cái điều kỳ lạ người Việt Nam mình là sao? Từ khi mà mang bầu thì chúng ta bảo các nhà khoa học là chứng minh cho con nghe nhạc thì nó sẽ bé, nó sẽ thông minh hơn. Có không? Có. Ừ. Nhưng mà thì không đúng. Nó biết nghe được đúng không? Nó biết hấp thụ được đúng không? Đúng không? Nhưng khi để nó ra 1, 2, 3 tuổi chúng ta dạy nó thì bảo nó bé thế biết cái gì mà dạy. Có không ạ? Có. Ôi lạ ghê. Một cái điều kỳ lạ ở đây. Có chắc có thấy một điều kỳ lạ không? Kỳ lạ. Từ trong trứng đã biết là nó nghe mà nó thấu và nó nhớ rồi, nhưng đẻ nó ra lại kêu nó không biết cái gì. Phải vậy. Thế là bắt đầu để cho nó phát triển tự nhiên, không uốn nắn ngay từ ban đầu, có không ạ? Một điều kỳ lạ nữa này. Mua cái tủ lạnh về thì ông bà, bố mẹ, con cái xúm nhau để đặt cơm nước sử dụng trước khi dùng. Còn khi đẻ một đứa con ra thì không bao giờ ngồi lại với nhau để học theo một phương pháp dạy bảo cho nó đúng đắn, đúng hay nhất, đúng không? Ôi, lạ chưa? Lạ chưa? Và bố dạy một đằng, mẹ dạy một đẻo, ông bà dạy một đằng, nhà trường dạy một đẻo, có không ạ? Có.
Đấy chứ. Nên là giáo dục rất tốt, nhưng giáo dục đúng thì mới thay đổi được, còn giáo dục không đúng thì làm cho con người ta đi xuống. Mẹ phải rất có ý dục rồi, không có giáo dục. Đúng hay rất đúng khuyên, rất đúng khuyên. Nên chúng ta đang phát trong mình một sứ mệnh vô cùng lớn là giúp người ta chuyển đổi, chứ không phải là giúp người ta thay đổi. Và thông tin này lấy từ đâu các anh chị nhỉ? Quý thầy cô nhỉ? Nó lấy từ đâu ạ? Nó lấy từ đầu tiên đó là ông bà, bố mẹ, chúng ta cứ để ý ngay. Khi một con nòng nọc vào quả, lọt vào quả trứng thì bắt đầu đã có trí nhớ, chứ không phải lớn lên có trí nhớ đâu. Nên quý vị cô cứ để ý mà xem, có những cái trường hợp ấy, bé nó bị hiếp dâm thì cái đứa trẻ đấy nó sao như thế nào, và cái bất hạnh của người mẹ ra sao truyền hết cho con. Thì thông tin này lấy từ đâu? Lấy từ ông bà bố mẹ, từ báo chí, từ gì ạ? Internet. Net từ đâu ạ? Từ nhà trường, từ bạn bè, từ mối quan hệ xung quanh. Có thấy điều này không? Em lấy một ví dụ, bao nhiêu chị ở đây sợ ma? Có ai sợ ma không? Có nhìn thấy ma chưa? Hay là cái ngày xưa bị dọa ma nhiều quá, đi qua một điện thì cái bóng của mình vô tưởng ma luôn. Có không ạ? Ở đây không biết cơ. Ăn đi nhé. Ăn thì có con kẹ bắt nhé. Có kẹ ai không? Họ không biết, nhưng mà vẫn sợ đó. Một điều nữa. Ui ăn đi không? Chú nhận đi. Chú nhận bắt bây giờ này. Bắt đâu? Hả? Nhát. Và tại sao có rất nhiều người ghét công an, ghét bộ đội? Vì chúng ta loa con cái chúng ta thiệt lòng. Ăn đi có công an bắt thiệt. Bố bắt bán mẹ bắt công an mình đều có không? Và dọa con mình sợ những thứ vô hình. Và lớn lên nó luôn luôn sợ những cái thứ mà nó không dám này. Chúng ta không nhìn thấy mặt tốt của xã hội, mà chúng ta đi dạy con mình đi nhìn mặt trái của xã hội, có không? Có rất nhiều người nói với tôi là gì? Kiếm tiền làm gì? Giàu làm gì? Giàu của sau này con nó phá hết, có không? Thế tại sao chúng ta không nhìn, tại sao có những người giàu mà con của họ cũng giàu hơn ấy? Ở Việt Nam mình có một câu chuyện tai nhau là ai giàu ba họ, ai khó ba đường, có không? Thế quý vị đi sang châu Âu đi, có những dòng tộc nó giàu mười mấy đời này nhé. Có không? Có. Tại sao mình kêu ba đời? Có phải những cái thông tin đó, những cái tự kỷ ám thị đó, nó làm cho con cháu của chúng ta chết đi và chết đi những ước mơ của con cháu không? Nên quý thầy cô là làm việc giáo dục, chúng ta cần phải thay đổi những cái quan niệm đó đi để giúp cho đất nước và gia đình chúng ta phát triển hơn. Đồng ý không ạ? Đồng ý. Đồng ý thì vỗ tay cái đi ạ. Em cũng xin phép từ trước rồi, với kinh nghiệm nhân sinh thì em không dám muốn gì có bắt đầu. Nhưng hôm nay chia sẻ những cái điều này để chúng ta tìm cái gốc rễ cho ngành giáo dục, và sau đó chúng ta sẽ phát triển đi, được không ạ? Được. Được không ạ? Được. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, thế thì chúng ta sẽ đi vào buổi ngày hôm nay. Chúng ta để ý tất cả những thứ này, đó là quả. Chúng ta để có quả được thì chúng ta hàng ngày cập nhật thông tin như này. Có những người làm cán bộ tuyển sinh một năm, một hai năm, 3 năm, thậm chí là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng mà chưa bao giờ giờ vào tuyển cẩm nang của công ty đi để cập nhật thông tin của công ty, có không ạ? Có. Có không? Có. Ơ, lạ nhỉ? Vâng. Sứ mệnh tầm nhìn của công ty là gì cũng không biết. Có không ạ? Có. Ơ, lạ thật. Đấy, thông tin nữa. Và hàng ngày chúng ta đọc thông tin gì? Thông tin tích cực hay thông tin không tích cực?
Mà thông thường người Việt Nam mình thích đọc thông tin tiêu cực nhiều hơn là thông tin tích cực. Đúng rồi. Ví dụ, hôm nay ông Giang là giám đốc của chi nhánh ABCDXZ của tập đoàn EI tài trợ 1 tỷ cho trẻ em khó khăn, gọi là đồng bào dân tộc thiểu số, chẳng ai thèm đọc. Không có cái gì này. Hôm nay ông Giang giám đốc của chi nhánh ở ABCDXZ ấy, đứng trên cầu Sài Gòn nhất cho con bé 18 tuổi đây là có không ạ? Có. Thấy chưa, thấy chưa? Thì thông thường một ngày cái não bộ của chúng ta nó tiếp cận được bao nhiêu thông tin? Nếu chúng ta hàng ngày cập nhật những cái thông tin tốt thì chúng ta sẽ có một niềm tin tốt. Và khi cập nhật thông tin tốt rồi, có niềm tin tốt rồi, suy nghĩ của chúng ta sẽ tốt. Suy nghĩ tốt thì nó sẽ dẫn đến cảm xúc tốt. Cảm xúc tốt thì dẫn đến lời nói của chúng ta tốt. Lời nói chúng ta tốt thì sẽ dẫn đến hành động chúng ta tốt. Hành động tốt thì cho chúng ta thói quen tốt, và thói quen tính cách tốt và hình thành nên số phận của chúng ta tốt. Nên tại sao có những người hận? Tôi hận cái xã hội này có không ạ? Thế em hỏi, họ đặt câu hỏi thì bạn đã làm gì được cho xã hội mà hận xã hội? Tôi hận cái gia đình nhà thầy có không ạ? Có thì bạn đã làm được gì cho gia đình nhà này? Có không ạ? Tôi hận người yêu. Tại vì sao bạn hận người yêu? Vì bạn đang đòi hỏi quá cao. Bạn đang biến người yêu của bạn giống như một cái gì ạ? Cái nô lệ của bạn. Nếu như bạn biến người yêu của bạn thành đối tác của bạn thì là các bạn sẽ trân trọng nhau hơn. Điều ấy đúng hay rất đúng. Nhưng bạn hận vì bạn đòi hỏi quá cao, nên bạn mới sinh hận và thêm sân và si. Đúng không ạ? Ủa tôi hận, hận nọ hận kia, đừng có hận, hận chính mình. Mình chưa phát triển được bản thân thì mình sinh ra hận thôi. Và thì hàng ngày nếu chúng ta đọc tin chuyện, những cái câu chuyện cổ tích của Việt Nam, câu chuyện Tấm Cám, câu chuyện Thạch Sanh Lý Thông, câu chuyện Trọng gọi như nhà Sơn Tinh Thủy Tinh, đều là những câu chuyện vớ vẩn. Tấm Cám có phải hai chị em cùng cha khác mẹ hại nhau không? Có. Có không? Có. Ác không? Ác. Ác, thế mà đi dạy con mình, tôi đã đọc thuốc. Sơn Tinh Thủy Tinh có không ạ? Có. Cái câu chuyện làm sao? Hai thằng giỏi đánh nhau vì một cô gái có không? Có phải đi đánh nhau không? Không có sự bàn bạc thống nhất. Rồi câu chuyện Thạch Sanh Lý Thông lừa nhau có không? Và đi dạy con từ bé, từ những thông tin đó thì con mình nói à, tao muốn chiếm được cô gái này thì tao phải hại mày. Có không? Tôi muốn chiếm được cô này thì tao phải lừa bạn, phản bạn. Tôi muốn được cái gia đình này, được bố mẹ yêu quý thì tao phải hại anh em ruột thịt cả ta để chiếm cái gia tài. Cái câu chuyện đấy các anh chị đã nhìn sâu vào chưa? Thì em không bao giờ dạy con cái em những cái câu chuyện đó, đúng không? Thông tin mà, đúng không? Con không được chơi game, nhưng bố thì suốt ngày ngồi cắm vào mặt điện thoại chơi game có. Mẹ không vậy, có mà. Con không được sử dụng điện thoại thì mẹ ăn cơm thì không bao giờ nhìn nó đâu. Và quý thầy cô quý anh chị có biết một điều kỳ lạ ngày xưa ấy, không có tivi, không có internet, ăn cơm còn gặp cho nhau miếng ăn để cả đứng đậu phụ có. Nhưng bây giờ thằng nào mạnh thằng ấy ăn. Bây giờ thì bảo nó tự lập đi, tự gặp mà ăn. Thằng nào mạnh thằng ấy ăn. Và bên cạnh đó nữa là nó không còn thằng mời luôn. Và văn hóa mời thì ở trong Nam không biết có, nhưng mà trên thế và chúng ta dạy con chúng ta theo phong cách đó là gì ạ? Bất thiếu từ bé. Nhanh ra bé bắt đi, đưa bé bắt một cái vẫn trong một phong tục đấy. Ông bà đang muốn gà để hai cái đùi cho hai người cháu có không? Có hai cái đùi gà xé xé cho nó ăn trước đi, xé cho nó ăn trước đi để tí nữa mình ăn cho nó sao ạ?
nó đỡ quấy con. Nhưng trẻ con nó học theo mô phỏng, nó học theo cách người lớn ăn như thế này để nó học theo. Chúng ta không cho cơ hội để học tập. Đấy thứ nhất. Cái thứ hai, nó sẽ rất tham ăn. Là khi chúng ta hành động một cái điều là cái gì ngon nó được ăn trước, vì nó có quyền cái đó. Và coi một đứa trẻ đấy giống như một đế vương trong gia đình có rồi. Và không dạy nó là sao? Con đây là miếng này, con đem ra cho ông bà. Không dạy nó cái việc đạo hiếu mà dạy nó tham lam. Điều này đúng, rất đúng ở 90% xã hội ngoài kia. Bên này cũng quên chị. Tham lam kiểu bé không biết chia sẻ. Một cái điều kỳ lạ nữa là bố mẹ chúng ta, anh chị đi kiếm được tiền về cho ông bà nội bà ngoại. Giống 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 có vậy. Không những mẹ là đúng luôn. Tại sao không đưa cho con mình đem vào yếu ông bà? Con tầm vào yếu ông bà, tập cho nó một cái thói quen đó. Tại sao không phải yếu? Ông đúng, tại sao phải cho ông bà? Nó sẽ hỏi mình. Ông có không ông bà có bố mẹ không? Không. Thế không có bố mẹ thì có con không? Ông bà ngày xưa còn trẻ, ông bà kiếm được tiền nuôi bố mẹ rồi. Và bây giờ ông bà không đủ sức khỏe để nuôi bố mẹ nữa. Thì bây giờ bố mẹ là chúng ta phải có trách nhiệm nuôi ông bà bảo hiếu. Cái việc đó thì đưa cho nó và dạy cho con hai tay đưa ông bà. Thì về sau này nó mới thấy một điều, à khi mình về già thì nó sẽ cho con, cho tiền mình phải tiêu. Và như quý thầy cô đều đồng ý với em thì mời ạ. Rồi. À, vỗ tay cái đi ạ. Vậy thì quý thầy cô có học được cái điều gì không? Dạ, em không dám nói là dạy mà chúng ta chia sẻ thôi nhé. Chúng ta, vậy quý thầy cô cần phải thay đổi những cái phương pháp giáo dục, kể cả trong gia đình lẫn ở ngoài, ở cái quá trình mà chúng ta đi tuyển sinh trên đường này. Có cần không ạ? Thay đổi có mình được đấy. Đúng rồi đấy ạ. Ai rồi mời vỗ tay cho anh đi ạ. Muốn thay đổi từ người khác thì việc đầu tiên phải thay đổi chính mình. Nên cái việc đi học này, rất là nhiều người đi học ấy là ui học cái gì, nghe thầy nam mà thấy trẻ lắm. Đương nhiên em năm nay mới có gần 40, trẻ so với tuổi là đúng rồi, đúng không ạ? Nhưng có một câu nói mà thầy em dạy á, đỉnh cao của ngu dốt đó là tôi biết rồi. Tức là khi mà đã tôi biết rồi ấy, thì không đắn não nữa, lập tức là không muốn nghe ai, đồng ý không ạ? Không muốn nghe ai. Đấy, thì em chia sẻ, thầy em dạy là như vậy, em không dám nói câu đấy nhưng mà thầy em dạy. Và em, và người nghèo thì học lấy bằng, còn người giàu học cả một cuộc đời. Em đã chia sẻ cả những người thầy tâm linh, tất cả những người thầy năm nay gần 70 tuổi về chuyên làm việc thiện về tâm linh thôi, chứ không nói là vấn đề về sân bói nhé, về phong thủy, về tâm linh. Nhưng thầy vẫn cố gắng, thầy nghe và ôi những cái này tôi không có biết. Cái mà tôi biết là cái chuyên môn của tôi, còn cái mà tôi chưa biết đó là những cái mà tôi chưa biết. Thế thôi. Và bắt đầu là khi mà nghe xong thì cùng nhau là hai thầy trò rất là vui. Em thì em với tất cả quý thầy cô với anh chị đều là những người thầy của em hết. Nên là quý thầy cô với anh chị hôm nay là nghe em thì em được ơn rất là nhiều, cực kỳ là biết ơn. Và cũng mong làm sao là từ học chất lọc được cái gì thì chất lọc. Và trong cuộc sống nó có, trong cổ học tinh hoa thì có ba bảo vật cuộc đời. Quý thầy cô biết không? Trong cổ học tinh hoa thì có ba bảo vật cuộc đời. Đó là cuộc đời chúng ta thay đổi nhờ những người thầy hiền trí. Thầy hiền trí. Ba báu vật đầu tiên là những người thầy, những người mentor, những người coach. Nên là tất cả những chủ doanh nghiệp tập đoàn lớn đều có những người coach riêng. Có thấy như này không? Kể cả thầy với thầy cô biết, như kiểu anh Hán biết cả thầy Tony Robbins, hay là Brian Singer, hay là Tim Cơ, đều có những người thầy coach riêng hết. Đó là những người mentor, những người ra, những người thay đổi cả nền giáo dục trên thế giới, đều có những người thầy coach riêng. Những người thầy hiền trí, những người thầy cho đi. Và năm nay ông hơn 70 tuổi, ông vẫn đi khắp thế giới để ông dạy. Đó. Cái thứ hai là những cái người bạn, bạn tốt. Thì có ba bạn. Một là bạn học, hai là bạn xã hội,
ba là bạn đời. Đó, bạn học thì có thể chuyển trường là thay đổi được. Bạn xã hội có thể là bạn xã hội có thể là chuyển nhà để thay đổi được. Nhưng bạn đời thì rất khó để thay đổi. Thay đổi là dễ chia tài sản. Đúng chị? Đúng chị Linh. Đấy, vừa vậy thôi. Nên cái việc đầu tiên, tại sao em có những bạn sinh năm một, những nữ em của em sinh năm 1995 bây giờ cũng có thể là có một vài triệu đô la. Tại sao có được điều đấy? Để các bạn đi học, để bạn biết và bạn đi chọn. Bạn cũng có quyền lựa chọn. Tại vì tờ gì ạ? Bạn có quyền lựa chọn, để bạn đi lựa chọn những cái đối tác. Thật ra anh chị luôn là vợ và chồng đều là 50% của nhau có không ạ? Nhưng chúng ta đang biến họ thành 100% quyền sử dụng của chúng ta, đúng không? Đúng không? Đúng. Ông là của tôi, bà là của tôi. Đúng không? Tại sao có những người không muốn về nhà? Người về đến nhà bị sử dụng. Và khi sử dụng là bị lợi dụng. Lợi dụng dẫn đến lạm dụng. Đấy. Và cuối cùng là bắt đầu không muốn về nhà, chỉ muốn đi ra ngoài thôi. Hay biến ngôi nhà thành ngôi nhà trước khi chúng ta đi làm kinh tế. Em vậy thôi. Ra ngoài năm 2015 em được làm phó chủ tịch thủ tướng chính phủ Vũ Văn Ninh trao tặng doanh nhân doanh nghiệp phát triển vì cộng đồng. Một ông doanh nhân bạn tôi đến chơi, mày vẫn phải đi vào cọ nhà vệ sinh à? Tại sao không cọ? Bình thường vẫn phải đi giặt quần áo à? Vẫn giặt bình thường, vẫn rửa đít cho con à? Rửa đít bình thường cũng là con người mà. Nhưng mình làm thế nào để cho gia đình mình êm ấm, nó là do chúng ta chứ không phải là người ta. Có rất nhiều chị đi làm để bắt quyết định quy định phích một cái có ông chồng chị quy định quyết định phích một cái chẳng ngoài nào, cắm một cái tivi, cắm một cái điện thoại, cắm một tờ báo hay có được thế không được. Rồi cái nhóm thứ bạn tốt lựa chọn bạn thì cái luật bình quân cứ theo luật bình quân mà lựa chọn với thầy cô nhé. Chơi với 5 người tích cực thì mình là người thứ 6. Chơi với 5 người thành công thì mình là người thứ 6. Chơi với 5 người mà không bằng mình thì mình cũng sau này thấp hơn họ đấy ạ. Mình cũng là người thứ 6. Có những người bảo người bạn mối cố chi âm chi kỷ từ xưa đến nay có, nhưng việc gì nó cũng đến tay mình có mà. Thiếu tiền cũng hỏi, tình cảm suốt ngày. Và những cái người đấy là suốt ngày là sao? Đeo ca phàn nàn kể lể về gia đình, về công việc, về con cái, về gì. Mà nó không cho mình một lời khuyên nào từ xưa đến nay thì xem lại cái bạn đó. Giãn dần ra đi. Mình có tiêu chí của mình lựa chọn những người bạn hơn mình thì mình sẽ bằng họ. Còn nếu như mình lựa chọn những người không bằng mình thì mình chỉ có vất vả thôi đấy ạ. Bao nhiêu quý thầy cô đồng ý với em như vậy ạ? Thế cứ lập bình quân mà chơi. Ra ngoài, cái việc đi làm là việc đi làm. Nhưng mình có những người bạn kết thân, ví dụ như thầy Thượng là những người bạn và hiệu trưởng các thứ ấy, kết thân mà. Khi mà chúng ta có cái chiều nay em sẽ chia sẻ với các chị là 5 bước để duy trì những cái mối quan hệ chất lượng. Còn những cái mối quan hệ duy trì không chất lượng thì từ từ giãn dần ra để cho nó đỡ ảnh hưởng đến cuộc đời của mình và con cái mình và của những cái mối quan hệ của mình xung quanh, đúng không? Đúng không thưa thầy cô? Dạ. Rồi, và cái thứ ba là những quyển sách hay. Sách hay. Đọc những cuốn sách hay mà. Một ngày dành ra 15, 20, 30 phút thành thói quen thôi. Sách về công ty, tìm hiểu về nước Đức. Chúng ta cứ nói là đi du học nước Đức mà chúng ta hiểu gì về nước Đức chưa? Các em đi sang Đức đấy đã thay đổi như thế nào chưa? Trong gia đình có những con em đi nước Đức đấy, gia đình đấy họ cảm thấy có hạnh phúc không? Chúng ta có hỏi không? Đúng không quý thầy cô quý anh chị? Đúng. Vậy thì tất cả những cái sách hay này nó không chỉ là sách người ta viết mà có thể từ công ty về
là về những cái quy định của công ty, quy định của doanh nghiệp, của EI thì chúng ta đã biết chưa? Để chúng ta theo đuổi nó đi theo một hướng chưa? Hay là chúng ta đang mạnh ai người đấy làm theo gọi là theo bản năng đó không ạ? Nếu chúng ta cứ tiếp tục làm theo bản năng mà bản năng của chúng ta đã từ bé đến lớn mà làm theo bản năng mà giàu thì quý vị đã giàu lâu lắm rồi. Còn nếu như chúng ta làm theo bản năng mà thì ra nó vẫn sai sai ở đâu đó thì chúng ta quay lại làm theo quy trình giúp em được không? Đúng không ạ? Được không ạ? Cảm ơn ạ. Mày thì tại sao trong quá trình chúng ta đang phát triển về lĩnh vực giáo dục nhưng chúng ta lại kinh doanh trên mảng giáo dục để giúp đỡ người khác thay đổi, đúng không? Nhà trường cũng là kinh doanh, họ cũng phải đi tuyển sinh, điều này đúng, rất đúng. Trường công, trường tư đều phải đi tuyển sinh. Và nhà trường thì có một cái hệ thống giáo dục của trường, có không ạ? Và tất cả những người kinh doanh, nếu chỉ kinh doanh một mình thì không bao giờ. Nếu quý thầy cô ở đây có cửa hàng tạp hóa chôn chân ở đấy từ sáng đến đêm, 6 giờ sáng mở cửa hàng tạp hóa, 10 giờ đêm đóng cửa, không bao giờ giàu bằng những người không cần chôn chân. Tại sao? Ví dụ như Phạm Nhật Phượng, ông có một cái hệ thống bán lẻ đó, còn mình đây là trực tiếp bán lẻ đó. Tất cả những người giàu trên thế giới này họ làm bất cứ một việc gì họ tính toán và làm sao để có một cái hệ thống bán hàng kinh doanh theo cái mục đích đó. Có thấy không? Hệ thống bán lẻ chuỗi kinh doanh di động. Vậy thì quý thầy cô, quý anh chị đang làm một mình hay mình đã có một đội nhóm tuyển sinh giống mình rồi, đúng không? Đang làm một mình, đơn phương độc mã, đi trên trường này đi trên trường kia mà không tạo ra được những người kế cận để cùng mình, để xây dựng cho họ một cái đội nhóm để cùng kinh doanh một sản phẩm giáo dục giống mình. Có thấy điều này không ạ? Thấy không? Hệ thống con người vô cùng quan trọng. Thế là kinh doanh thì cần phải xây dựng cho mình một cái đội nhóm. Tôi đóng vô cùng tương tận. Tiền, quy luật tự nhiên là tiền sẽ đến với bạn một cách tự nhiên. Nếu bạn, đây nhá, tiền sẽ đến một cách tự nhiên. Nếu bạn tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhé, và thực hiện công việc theo một cái hệ thống đúng không thầy Cường? Dạ đúng ạ. Nếu quý thầy cô chỉ làm một mình, một ngày nào đó quý thầy cô mệt thì ai đi làm? Tất cả mọi cái đó dừng lại. Nhưng nếu như quý thầy cô mà làm thì vẫn làm, vừa làm mình vừa tuyển dụng những người yêu giáo dục cùng làm với mình được không? Vừa giúp công an việc làm cho họ, vừa thay đổi quan niệm tư duy của họ, và khi tuyển dụng họ làm cán bộ tuyển sinh với mình, đồng làm việc cùng với mình, thì bắt đầu mình mời họ tham gia những buổi đào tạo huấn luyện của doanh nghiệp để họ biết cách làm. Đó. Sau khi họ đào tạo rồi thì bắt đầu phát triển, làm thế nào để cùng với họ, đồng hành cùng họ để phát triển đội nhóm cho họ tiếp theo, và bắt đầu thực hiện thì mình phải quan sát xem họ đã thực hiện những cái việc họ học đã đúng chưa, kiểm tra giám sát. Có cái điều rất là kỳ lạ là chúng ta tuyển dụng ra nhưng chúng ta không kiểm tra giám sát và đánh giá cái năng lực của họ, có không ạ? Rất là nguy hiểm cái việc đó, nên mình phải kiểm tra đánh giá và xem họ thực hiện đúng chưa, và thực hiện công việc này, công việc của họ đang làm là gì,
một ngày họ dành thời gian như thế nào, thời gian bao nhiêu học tập, thời gian bao nhiêu để làm tương tác với mình, thời gian bao nhiêu thời gian để họ đi gặp gỡ trường, gặp gỡ học sinh, gặp gỡ đối tác của họ. Đó, thì cái quy trình. Thì xin thưa quý thầy cô là gì? Đặc biệt, trong bất kỳ một lĩnh vực kinh doanh nào, thì quý thầy cô có đồng ý với em là kinh doanh nào cũng có tiếng tốt và tiếng xấu không ạ? Có không ạ? Kể cả lĩnh vực giáo dục của mình. Tại vì trong lĩnh vực giáo dục là gì? Chúng ta là những người, các quý thầy cô là những người thầy, người cô, đúng không ạ? Là một trong những ngành nghề, trong lĩnh vực giáo dục thì người ta gọi là ngành nghề cao quý nhất trong các ngành nghề. Nhưng xin thưa quý thầy cô, có rất là nhiều trường hợp nó làm xấu đi ngành nghề, có không? Có không ạ? Có. Mình không có làm ạ. Vậy thì có tiếng tốt và tiếng xấu, nên quý thầy cô vui lòng có lòng kiên định. Kiên định. Kinh doanh thì có tiếng tốt và tiếng xấu, nên cô quý thầy cô cần có lòng kiên định. Một ngày nào đó sẽ có những người như nói đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Mình thì coi họ là đối tác, nhưng họ lại coi mình là đối thủ. Có không? Có. À, đối thủ sẽ cạnh tranh mà. Nhưng mà khi họ không ưa mình thì họ nói tốt về mình hay nói xấu về mình. Nhưng mình nên nói tốt về họ. Họ càng nghi ngờ xấu mình bao nhiêu thì khách hàng ấy họ sẽ tìm hiểu về mình. Mà mình không như vậy thì họ sẽ theo mình. Mình không cần phải đi chửi nhau với họ làm gì. Đôi co làm gì cho mình, được không? Được. Thay vì mình nghe những lời tiêu cực nói xấu của nó thì thôi. Mình để mình đi cãi nhau với họ, mất thời gian đi làm việc khác, dành cái năng lượng khác, đang năng lượng đó chuyển hóa thành tích cực để đi làm việc với khách hàng khác, được không? Không cần phải đi. Còn chúng ta cứ tức ấy. Và xin thưa quý thầy cô ở đây là các anh chị, quý thầy cô cũng là, cũng có là chúng ta là trung niên rồi. 70% cái bực tức của chúng ta nha. 70% ai mà có tính nóng giận và tính tức giận thường xuyên hơn một tí là nó cục tức lên ấy. Thì bởi theo thống kê là 70% những người như vậy là thường hay mắc bệnh. Quý thầy cô nhá. Nên ai muốn chết sớm thì cứ tức nhiều vào. Một ngày chúng ta có từng đến năng lượng thôi. Đừng dồn năng lượng vào những cái điều không tốt, được không? Bên thầy cô có cái gì? Dồn năng lượng vào những điều tốt. Rồi ạ, à, ai uống nước thì uống đi ạ. Rồi. Xin mời quý thầy cô bỏ hết nút xuống ghế để đứng dậy tí nào. Đứng đây nào, đứng dậy tí nào. Giơ tay ca đây nào, bỏ điện thoại xuống đi ạ. Anh ơi anh bận quá anh máu. Đây bỏ hết xuống nào, giơ tay lên nào. Đan tay vào nhau ạ. Kéo hết giãn lên ạ, giãn cao lên ạ. Cám nữa đây ạ. Hít hơi là sao ạ? Rách áo ra này. Ê, rách ra này. 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 Rồi, bây giờ chúng ta hai vai là chúc bạn một ngày học tập tuyệt vời. Là hai vai đây. Chúc bạn một ngày học tập tuyệt vời. Và quý thầy cô cũng có cho một tràng vỗ tay. Rồi xin mời quý thầy cô ngồi xuống đi ạ. Rồi. Kiên định và kiên trì. Không có một người nào
thành công được mà cứ khoảng 3, 4, 2, 3, 4 tháng anh nhảy sang một cái lĩnh vực khác. Tôi biết, tôi biết, chỉ đường nhớ tôi mất đấy. Đúng không, thầy cô? Bây giờ còn được làm được rồi. Kiên định và kiên trì. Và có một cái câu nói đó là gì? Nếu khi mà chặt cây, nếu có tôi có 6 tiếng chặt cây thì phải dành ra 4 tiếng để mài dìu. Mài dìu đây là dành ra 4 tiếng học tập, 2 tiếng để làm việc. Đấy là nguyên lý vì sao ông Warren Buffett một ngày ông ấy đọc sách và ông học tập từ 5 cho đến 8 tiếng. Và một tháng mà chúng ta có một buổi như thế này, chúng ta vừa được tạo năng lượng cho nhau và chúng ta học thêm những cái một vài thông tin mới thì có tốt hơn là chúng ta cứ suốt ngày chúng ta đi làm không? Tốt hơn đúng không ạ? Tốt và chúng ta khi mà em học của thầy Brian Singer rất là hay, là mua bán hàng của thế giới, ông ấy có một câu nói rất là hay là khi bạn có năng lượng thì ngân lượng nó mới có. Chúng ta đến với nhau bằng niềm vui thì tự nhiên niềm vui nó xuất hiện. Nhưng đi có những người đi làm ấy là mặt cứ hầm suốt ngày rồi không vui nổi có không ạ? Và bao nhiêu quý thầy cô đây biết ông thần tài rồi đấy em xem là chúng ta hay có những ông thần tài đúng không ạ? Đúng rồi rất bậc thần tài. Và có cái ông thần tài nào mà ông ấy đi làm ấy, ông ấy cười như thế này mà mặt nó méo xẹo này mà ông ấy khóc ạ. Như cái ông thần tài đó là mặt ông ấy làm sao cười rất to, mở miệng rất to. Và đương nhiên hai khuôn mặt này chúng ta phải để ý một xíu, thượng đế để một cái bọc tiền đây rất là to này, và thượng đế rót tiền vào đây thì nó chảy mất, chảy xuống đây cũng chảy mất, nhưng mà rót vào đây thì sao? Đọng lại, đúng không nào? Nên là người Trung Quốc có một câu nói là gì? Nếu bạn không biết cười thì đừng bao giờ đi làm kinh doanh. Nên việc đầu tiên trong bát thí của đạo Phật không phải là cho tiền mà là nhang thí. Đó là cái gì? Người biểu khí cho sao nó uống. Nụ cười thôi, bây giờ quý thầy cô nhìn nhau nhìn chồng cười là tươi với nhau đã nhé này. Nhìn nhau nhìn chồng cười với nhau một nụ cười rất là tươi nhỉ. Tất cả mọi cái rất là thần tài. Những người xung quanh của mình là thần tài của mình. Nếu như mình nở cho nhau một nụ cười tươi, được. Sáng nay có thầy cô nào đến đây nhìn đến nhau hỏi em không? Hay là nhìn cái là cười đó. Nên nhìn thấy ai, nhìn thấy bố mẹ, nhìn thấy con cái mình gần chết rồi về nhà vẫn phải cười. Bảo sống giả tạo không? Người ta không biết suy nghĩ của bạn, nhưng người ta nhìn thấy hành động của bạn. Đồng ý không ạ? Đồng ý. Nên người ta mới có một câu nói là gì? Mắt nó đưa chúng ta ra thế giới. Đó, tai nó đưa thế giới vào trong chúng ta. Mắt nó đưa chúng ta ra thế giới, tức là chúng ta nhìn thấy tất cả. Nhưng mà cũng những gì chúng ta nghe được thì nó sẽ đưa vào trong tâm hồn, trong suy nghĩ của chúng ta, nên thế giới nó sẽ ở trong chúng ta. Đấy. Nên quý thầy cô không cần biết, nhìn thấy nhau là cười đã. Cười càng tốt. Vì không cỡ mình nở một nụ cười với họ, có những người họ không nở nụ cười mình không sao, nhưng 9 người thì 10 người thì phải 8 người cười lại chúng ta, có không ạ? Có. Còn cười lại rồi. Thì họ dễ thở vào cho chúng ta hơn. Điều này đúng hết rất đúng không ạ? Nên khi chồng mình cái kỹ năng mà đây, nếu mà chồng mình đưa tiền cho mình ấy thì sẵn chắc hết chồng phải làm được động tác đấy. Nhưng người chị ấy sao tháng này có
tháng 15 triệu sau được 10 triệu. À, bắt được cao cỏ. Có mà. Cao có thì nó bó lại. Sao thì lời thì cười ra. À, nên là cuộc đời của chúng ta đến với nhau không cần biết cười. Nhắm mắt vào mở mắt ra là hết một ngày. Nhắm mắt vào mà không mở mắt ra nữa là hết một đời. Đúng không? Đúng không? Nhắm mắt vào không mở mắt ra thì hết một đời. Nhắm mắt vào mở mắt ra, nhìn thấy chồng, nhìn thấy con, nhìn thấy em, nhìn thấy cháu, lắc cười thật tươi đúng không? Được không? Được không ạ? Được được, vỗ tay cái gì. Nên thần tài đến, thần tài đến, thần tài đến. Được chưa ạ? Nhớ nhá, đừng đem khuôn mặt này đi làm việc, mà đem khuôn mặt này đi làm việc giúp em. Được là các chị trai chừng cái gái má hồng cứ trang trang điểm nhã bằng tí cũng đẹp. Gần thì nể bụng nể dạ, mà lạ thì nể áo nể quần. Đừng ăn mặc xề xòa trước mặt người lạ, người ta sẽ không cần biết bạn tốt hay bạn không tốt, người ta sẽ đánh giá ngay về con người bạn này. Mà người tại sao ăn cái cách ăn mặc lại đánh giá? Rất nhiều các chị bảo gì? Yêu nhau bằng tấm lòng chứ yêu cái gì? Các cô không nói gì nhỉ? À cái tên, cái nếp, cái chết, cái đẹp. Lần đầu tiên tôi không biết nếp của anh chị ra sao, nhưng chị anh chị đầu bù tóc rối mà mặt như kiểu là một cái rậm rạp cái gì không ai nếp nào đưa được. Có không ạ? Đúng không? Như em chia vẫn hay chia sẻ, người ta bảo nghèo cho sạch, rách cho thơm. Em các anh chị nó ổ chuột xem là nghèo đấy, có khu ổ chuột nó nghèo đấy thơm không? Rách đấy, nó thơm không? Không chỗ. Nghèo cho sạch. Em chẳng biết sạch không, nhưng các anh chị đi vào lên rừng, lên những cái vùng cao mà nhà người ta bây giờ vẫn còn được tranh bách đất ấy. Vào đấy xem có sạch không? Em lấy một ví dụ đi xe mô tô với chiếc thời tiết 40 độ đi. Mồ hôi mồ bên nhễ nhại. Vừa bôi mùi nước hoa cộng với mồ hôi dầu quện lại với nhau thơm. Thành hương vị của Pháp. Thế thì bây giờ người đi ô tô ấy, 40 độ thì họ vẫn mặc vest, họ vẫn thắt cà vạt, họ bước xuống họ thơm đừng dừng như đấy. Đấy là nghèo hay là giàu? Nên nghèo cho sạch, rách cho thơm. Cái khái niệm ấy xưa rồi nhé. Dầu bây giờ nó mới sạch và nó thơm. Và cái nhà tiêu của nhà giàu nó thơm hơn cả cái nhà ở của người nghèo. Bao nhiêu chị đồng ý với em như vậy ạ? Đúng. Em mình lựa chọn thôi mà. Đúng không ạ? Đúng không quý thầy cô? Quá chọn luôn cái câu kia này. Thế bảo là ở thế ở trong lòng. À không, tôi sạch ở trong lòng. Thế em hỏi thật các quý thầy cô là các quý thầy cô có cái bộ lòng nó sạch nào nó sạch không? Có bộ lòng nào nó sạch không? Quý thầy nào, quý thầy cô trả lời em đi. Hỏi quý thầy cô đây, thế nào, đội nhóm là gì ạ? Là gì? Nào là gì ạ? Thế đội nhóm là gì? Rồi xin mời anh ra. Đội nhóm là tất cả những đồng đội trong một nhóm để làm việc. Đội nhóm là những người trong một hội có cùng chi hướng. Rồi. Đội nhóm là những người trong một đội có cùng chi hướng nào đó mà người ta đang đuổi theo. Dạ, hay quá. Chưa hẳn. Rồi, mình tặng hóa tay cho... Thế chị có ý kiến nào khác không? Đó, mình quy tụ được nhiều người trong cùng làm một công việc. Cùng làm cùng với người nhóm chứ không? Dừng lại đi ạ. Em nhắc lại buổi sáng nay là chúng ta hãy mang tâm trạng một trái tim 18 tuổi để chúng ta học tập với đầy nhiệt huyết.
một tinh thần của một trẻ 3 tuổi. Và khi ai đó phát biểu thì vui lòng giơ tay hoặc là đứng đi. Chứ bây giờ anh Giang nói, anh chị nói, anh chưa nói đúng một cái chất. Có không ạ? Cái này nó thể hiện một cái điều gì đấy ạ? Giống như chúng ta đi giao tiếp với khách hàng. Khách hàng đang nói mà chúng ta nhấn nhảy vào họ, khách hàng có không ạ? Chúng ta tranh luận với khách hàng có không ạ? Và khi chúng ta tranh luận với khách hàng thì chúng ta thắng. Nhưng thua họ là họ không mắc hồ bao ra chúng ta. Đúng hay chất đúng? Rất đúng ạ. Cho họ nói thoải mái đi, nhưng cuối cùng chúng ta chốt lại là có hồ bao giúp ta hay không. Đấy mới là vấn đề. Không quan trọng nói nhiều hay nói ít. Cứ cho khách hàng giải bày tâm sự. Mình đừng nhé. Có những người là đừng bao giờ bán cái mình có. À quên, đừng bao giờ vào hay bán cái khách hàng cần. Cứ nghe họ tâm sự để xem biết nhu cầu mong muốn họ đến đâu. Rồi mới họ chưa có nhu cầu thì người Do Thái dạy mình một câu là hãy biết là sẽ bán những cái mình có, biến cái mình có thành những cái nhu cầu khách hàng phải cần. Tôi dám đảm bảo đây anh chị không thích mua bảo hiểm đâu, nếu không nghe được nghe tư vấn đâu. Nhưng dân bảo hiểm họ lại biến cái bảo hiểm cực kỳ quan trọng thành cái mình rất là cần để lo cho sinh mạng, tính mạng các thứ của mình có không ạ? Có. Thế chứ? Thì họ có phải họ biến cái họ có thành cái khách hàng cần không? Cần. Và em hỏi các anh chị, cái nền giáo dục của chúng ta, cái phương pháp giáo dục của chúng ta đang đi cộng với là giúp cho rất nhiều gia đình có cuộc sống ấm no hạnh phúc sau này, thì mình phải nói được cái điều đó cho khách hàng và thấy họ biết, phải cho họ biết cái bức tranh là con cái của họ sẽ là ai sau 3 đến 5 đến 10 năm nữa. Mình trồng cây vậy, trồng cây con người thì không tính cho tháng được rồi. Đây là mình đang trồng cây phụ thuốc chứ đừng có không, đừng không phải là trồng cây lúa nước. Trồng cây lúa nước là tính theo tháng. Còn trồng cây đại thú ấy là mình phải tính. Bây giờ con anh sang năm thứ nhất đã được bao nhiêu, năm thứ hai, năm thứ ba, nhưng cái vấn đề được bao nhiêu tức chưa kể nó làm thêm. Nhưng một ngày không xa, con anh có một số tiền nhất định, con anh về Việt Nam nó đã có số vốn. Những cái vốn lớn nhất của nó là kiến thức và văn hóa của trời Âu. Cái thứ hai đó là gì? Là cái mối quan hệ để sau này con anh trở thành những vị doanh nhân trên dòng tộc nhà anh. Mối quan hệ một ngày nào đó chưa biết đâu, bây giờ các em mới có 20 rồi, nhưng các em khoảng 35, 40 thì sao? Có phải trở thành những vị doanh nhân mà có thể xuất khẩu những kim, những cái sản phẩm của Việt Nam ra thế giới, nhưng lúc này không cần đi tìm mối quan hệ mà mối quan hệ của các em đã học tập sẵn với nhau rồi, có không ạ? Có. Đấy, chúng ta nhìn ra thế. Đúng không? Bây giờ cô nghe chị. Đúng. Chuẩn rồi. 15, 25 nữa nhớ nhiều phạm nhận vụ như thì sao? Với một bàn tay nghèo nặng của các anh chị. Đúng không? Vâng. Và chị đụng nhóm là gì? Quay lại và học tiếp tiếp. Đội nhóm là một tổ chức mà ở đó có rất nhiều người cùng kinh doanh chung một sản phẩm dịch vụ và thực hiện công việc giống nhau. Rất nhiều người nha, kinh doanh chung một sản phẩm và dịch vụ giống nhau. Vậy mình đi tư vấn, thầy thượng để ý việc này giúp em. Thầy thượng làm hội thảo tư vấn rất giỏi. Đội nhóm của chị, thầy có bao nhiêu người đứng lên làm như thầy? Thầy phải truyền những cái việc đó. Đã bắt đầu, có thể họ làm chưa thôi, mình có thể đỡ. Hay quá. Có vừa rồi các em, các quý thầy cô đã được nghe thầy Su trình bày. Và bây giờ thì tôi có một vài ý bổ sung thêm, tức là để cho bên dưới mình được thể hiện cái năng lực của họ. Còn nếu như mình làm lãnh đạo mà mình làm tất từ A cho đến Z
thì một ngày nào đó mình không đi được, mình không làm được thì tất cả hệ thống đội nhóm của mình sẽ bị đóng lại. Nhiều người đúng hay rất đúng ạ? Đúng. Nên đội nhóm tức là gì? Là tức là rất nhiều người kinh doanh chung một sản phẩm chuẩn dịch vụ và thực hiện công việc giống nhau. Vậy thì các quý thầy cô quý anh chị nghe đội nhóm của mình, nghe cán bộ tuyển sinh của mình tư vấn đã giống chưa? Đã đúng theo cái định hướng của định đúng, đã đúng cách tư vấn của công ty giảng chưa, dạy chưa? Hay là mình tư vấn một đằng, họ tư vấn một nẻo, tam sao thất bại thì hiệu quả nó có cao được không ạ? Không. Không, đúng rồi. Nên mình không, có rất là nhiều người, các quý thầy cô em được biết là tuyển rất nhiều người giỏi, nhưng họ giỏi trên lĩnh vực của họ. Còn quý thầy cô là bậc thầy của họ trong lĩnh vực tuyển sinh của mình. Bao nhiêu quý thầy cô đồng ý với em như vậy? Nên họ đã hợp tác với mình thì quý thầy cô dạy họ mà họ không nghe thì đấy, người đấy không phù hợp với quý thầy cô. Chúng ta không cần tìm người giỏi mà cần tìm người phù hợp mà thôi. Đồng ý không ạ? Đồng ý. Em không cần tìm người giỏi để làm chồng, tìm người phù hợp. Đặt ra những tiêu chí. Mà khi đặt ra những tiêu chí rồi thì phải đáp lại những tiêu chí đấy là gì? Là người đặt người. Chúng ta cứ muốn là chồng mình, vợ mình nhớ ngày tháng năm sinh của mình để tặng quà cho mình. Vậy thì mình đã bao giờ tặng quà cho họ trước chưa? Muốn người ta nhớ đến ngày kỷ niệm, ngày cưới, ngày nọ ngày kia của mình. Vậy thì mình đã làm việc đó với họ trước chưa? Đó là tại vì vũ trụ nó rất hay. Có ngày thì có đêm, có âm thì có dương, có mặt trời, có mặt trăng, đúng không ạ? Hạnh phúc có 8 chữ chỉ giao chân đâu, có 8 chữ mà. Chữ tốt đâu có 3 chữ, thì chữ xấu đâu cũng có 3 chữ mà. Đúng rồi, quý thầy cô quý chị nhỉ? Nên tất cả mọi cái nó là nếu chúng ta biết cân bằng của sống thì chúng ta luôn luôn cảm thấy nó là ăn ngon ngủ yên. Cuộc đời của em nói rằng quý thầy cô luôn là em cứ đặt lưng xuống đây em ngủ em không ngủ. Vì đơn giản này, cân bằng. Đấy chưa? Vậy thì hệ thống tức là làm một công việc giống nhau. Nên quý thầy cô nào đang sai ở khâu nào, chưa đúng ở khâu nào, từ khi cán bộ tuyển sinh mình vào đã làm việc một một với họ chưa, hàng ngày có đào tạo huấn luyện cho họ không, 30 phút hay 1 tiếng không, hôm nay em ơi cái đào tạo về từng cái chữ một trong tập đoàn chưa, cẩm tẩm nam lấy em hiểu để từng đến đâu rồi. Hôm nay có quyền cẩm nang thầy đưa cho em, anh đưa cho em đưa cho chị, em đưa cho anh. Vậy thì hôm nay anh dành cho 30 phút để đọc, tối em kiểm tra. Có làm việc đấy không ạ? Hãy biến đội nhóm của mình làm một công việc giống mình, chứ đừng biến đội nhóm của mình mạnh ai rồi đấy cả. Và hôm trước em có dạy cái quy luật tập trung của Lazier rồi đúng không? Quý anh chưa thầy được còn nhớ đúng không? Tất cả tập trung. Ví dụ bây giờ nhá, đây là cái cung em vô công bác thầy ra không phải là bác sĩ vâng. Mà cái cung đấy và cùng một cái mũi tên đây, cung tên, tất cả cùng kéo thì nó sẽ bắn mạnh, nhưng nếu như mỗi người một cái kéo bắn lung tung không có xác định rõ ràng mục tiêu thì chúng ta sẽ rất là dở. Đội nhóm của chúng ta sẽ tự mạnh hai người phát. Nên là cùng làm, cùng vui và cùng chia. Cùng làm trong niềm vui. Cùng làm, cùng vui, cùng chia. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ xây dựng cái đội nhóm cho mình. Rồi,
Thế thì em lại hỏi mới câu hỏi rất là đơn giản đó. Tại sao trong quá trình chúng ta làm việc chúng ta cần phải xây dựng đội nhóm ạ? Tại sao chúng ta cần cả sao phải xây dựng đội nhóm ạ? Dạ. Tại sao ạ? Trong gia đình nhà mình có đội nhóm không? Có. Có không? Có. Lấy nhau vài năm mà không có một thành viên thứ ba là bắt đầu tính thủ tỏi, củ tỏi lên được không ạ? Cái này là chặt chắn. Với gia đình nhà mình là một đội nhóm và mình cần phải xây dựng. Và đội nhóm của mình một người mới tinh, họ cũng giống như một đứa trẻ trong gia đình nhà mình. Nói một lần mà không có nhớ đâu, không có để ý đâu. Quý thầy cô, quý anh chị đã dạy một đứa trẻ mới tập nói là gì? Gọi mẹ đi con, gọi mẹ đi con, gọi bố đi con, gọi bà, gọi cha đi con, hoặc là gọi ông, gọi bà đi con. Có thể nhắc một lần mà nói được không? Không. Liên tục nhắc cái việc đó. Và đứa trẻ này nó sẽ nói được. Điều này đúng hay rất đúng ạ? Đúng. Và một người mới làm tuyển sinh cũng vậy đấy quý thầy cô. Quý thầy cô làm một lần mà không nhớ đâu ạ. Nhưng liên tục hôm nay em học đã nhớ chưa? Ngày mai hỏi lại, em đã hôm nay nhớ chưa? Chưa nhớ, ngày kia hỏi lại, nhớ chưa? Nhắc nhiều thì tự động người ta sẽ nhớ. Nên người ta mới có một cái khái niệm học tập như thế này. Học một lần chỉ để biết thôi ạ. Đấy, nhắc họ một lần họ chỉ biết thôi. Em biết rồi. Có. Nhưng đã làm được chưa? Chưa. Chưa, biết rồi. Chưa làm, tại vì không hiểu. Nhắc lần hai thì họ hiểu. Chưa. Đấy, họ hiểu chưa làm đâu? Chưa hiểu. Họ hiểu rồi, hiểu chưa? Hiểu, nhắc đi, hiểu rồi. Ok, hiểu rồi. Nhắc lại cho mình nghe, ok. Hiểu rồi thì bắt đầu làm sao? Họ mới làm. Và để làm được thì có một cái phương pháp học đó là chủ động. Mẹ đang rồi cả tính con ve không biết vì là đóng con nhà em có tính là người kiểu cả tiếng cũng biết một biển rồi được như có gió cổ thu bạn đây nhận được cái đưa gió về à đấy là ví dụ đây các anh chị muốn cho người ta làm được thì phải họ phải hiểu và họ phải thuộc lòng cách làm của anh chị. Họ chưa đi rồi, họ chưa thuộc lòng. Bây giờ nhá.